Đáp đi. How chicken do? Nhưng hỏi ông con gà nó làm sao, ông làm Strong, make you young, make you strong, and make your body feel good, nice, power. In every single way, you have power. Yeah, ăn gà rất là tốt cho sức khỏe nè, làm cho mình trẻ, khỏe và rất là nhiều năng lượng nè. Get all that juice into the chicken. Ooh, I can taste it already. Ông nói khi mà bơ nó chảy ra, nó ngấm vô con gà, ôi trời, nó ngon, ông đã ngửi được cái mùi nó ngon như thế nào rồi đó. Xong rồi ông bà cô chú xem ông xã cho ông ướp một con gà nè. Gà này ông làm cái nước sốt của ông hành tây rồi nè. Rồi bây giờ ông chỉ lấy ra là ông nêm vô trong con gà nè. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Gà này gà đi bộ đó. Thơm lắm ông bà cô chú ơi. What did you put in there, daddy? For the seasoning is concerned? Yes. Okay. Chân hỏi ông gì vô trong con gà. Ông sẽ trả lời. So we're making here Jamaican butterfly jerk chicken. So this is my own homegrown jerk sauce. It consists of a little bit of olive oil mixed in with onions, onions, garlic, and thyme, and of course, good old Jamaican allspice, which is known as Jamaican pimento. Ông ướp con gà đó với lại những cái nước sốt jerk của ông tự chế ra, tại vì bên nước Jamaica rất là nổi tiếng với sốt jerk đó ông bà cô chú. Thì này ông tự ông rớt ông ra, người ta có là bán sẵn cái sốt rớt á, nhưng mà ông nói cái sốt đó nó có rất là nhiều, bỏ rất là nhiều nguyên liệu mà ông không có thích trong đó, không có tốt cho cơ thể, nên ông tự ông chế cái nước sốt rớt của ông riêng ông nè. And of course a little bit of ginger, you know, we have the children and of course we have to cater to them, so we don't put a lot of any spice. Ông để cho một tí xíu gừng ở trong đó, nhưng mà ông biết là ông có các con ông cũng sẽ ăn nữa, nên ông bỏ rất là ít thôi. So we are actually going to put a flavoring. We're going to be putting a flavoring. But we don't cut it open because we don't want it. Oh, okay. Hello, Liabama. Okay, good. Good job. Good put job, it on know. The table, đi con. So of course we're going to put whole pepper in. We don't want to open it. Because we don't want it to be too spicy for the children again. Okay. Ông xã Trần sẽ bỏ cái ớt này nè ông bà cô chú. Ớt này rất là cay luôn. Này là rất là nổi tiếng Scotch Bonnet ở Jamaica nè. Và ông sẽ nấu và ông bỏ vô trong cái con gà. Cho không có cắt ra, tại vì khi mà cắt ra thì nó rất là cay ha. Đây anh ấy bỏ vô con gà đây. Nó mùi nó rất là thơm và cũng rất ư là cay luôn. Cay nổi tiếng luôn á. Ông bỏ vô cho nó thơm á. I'm here. Ông nói ông sẽ trà sát vô cho con gà nó ngấm gia vị. Rồi, big puzzle, are you finished? Yes, are you finished? Good. Of course, this is the other side. Anh ấy cho một tí xíu bột tỏi vô. Rất là thơm luôn. Cho tí xíu muối hồng. Người đầu bếp của nhà Trần đây. Nấu ăn rất ư là ngon. Ổng mà nấu là con trai nhỏ của Trân ở Victor ăn ngon lắm. Ổng cho gia vị vô tất cả những nơi nào của con gà luôn á. Yeah, cho nó ngấm gia vị. How chicken flat, daddy? How chicken do? Chứ hỏi ổng con gà nó làm sao, ổng làm ạ. That how chicken do? Yeah, this one is called butterfly chicken. It's chicken wide open. Look at it. Look at it. Ông nói con gà nó đang bay nè. Butterfly chicken. We split it wide open like butterfly wings. Ông nói là con gà nó đang bay. Get all the seasoning in there. Very tasty. Ông nói là mùi rất là thơm và hy vọng là con gà nó sẽ nấu chín và sẽ rất là thơm ngon. It's kind of a jerk chicken here. If you're not home, this is something you want to write home about. It tastes so good, smells so good. Your body will love you for this. Ông nói rất là thơm, ngon. Nên cơ thể của mình sẽ yêu mình vì điều này. Nấu ăn rất là ngon và rất là khỏe mạnh. Tại vì không có những cái chất phụ gia khác giống như là đường và bột ngọt. Nhà Trân là không dùng hai món đó, không đường, không bột ngọt khi mà nấu ăn. Mà nêm rất là ngon nha cả nhà. 2024. Yes. Have you finished? 2024 on the red and blue brown resin. Okay, 2024, huh? Good job.
Bà nấu ăn. Trần sẽ là người dạy các con Trần học. Hấp dẫn chưa? Gà đang bay. Butter. Oh, two butter. Ok, ông nói ông sẽ bỏ hai cục bơ ở trên con gà. Bơ Trần cắt sẵn ra, Trần để trong cái hũ nè cả nhà. Khi nào mình xài mình cứ lấy ra mình xài cho nó dễ thôi, tại they're like twin sisters. Ông nói giống như là hai chị em sinh đôi vậy đó. Like twin sisters. Yeah. And then melt down and get all that juice into the chicken. Ooh, I can taste it already. Ông nói khi mà bơ nó chảy ra nó ngấm vô con gà. Ôi trời nó ngon, ông đã ngửi được cái mùi nó ngon như thế nào rồi đó. Life is just for living. Ông nói cuộc sống chỉ để cho hưởng thụ mỗi ngày thôi. In heaven there is no beer, that's why we drink it here. Hưởng thụ mỗi ngày. Tiger. Singha. Đó là lý do tại sao mình phải uống bia đó, bia Tiger, Sapporo, Heineken. Europe. Europe. Vietnamese love Heineken. Trần nói là Việt Nam rất là thích uống bia Heineken ha. Okay, Heineken, Jamaican love Heineken too. That's one thing Jamaican. And of course, Vietnamese have become a Heineken beer. Họ nói Việt Nam và Jamaican rất là thích bia Heineken. Con nói tiếng Việt cho mẹ nghe coi. Con làm cái đó xong chưa? Đúng rồi. Dạ thưa mẹ, con làm xong rồi. Nãy sẽ bỏ vô trong lò nướng nè ông bà cô chú. How long? How many minutes that is? I'm gonna train this year for about 35 minutes. Yes. Anh nói anh sẽ cho gà vô và nấu trong vòng 35 phút. Thịt gà đã chín rồi nè ông bà cô chú. Nhìn gà màu rất là đẹp ha. Đẹp như ở tiệm luôn. Hấp dẫn quá ông bà. Gà rất là thơm, ngon. Ladies and gentlemen, this is a Jamaican Vietnam jerk chicken scene. You often hear about rotisserie chicken. This and a rotisserie chicken. This is Vietnamese Jamaican jerk chicken. You want to suck up the sauce, you see the sauce, nice. You just want to suck it up, see, nice and juicy. So again, this is not rotisserie, this is Jamaican Vietnam jerk. See. Mình nói cho nó đây là cái con gà quay kết hợp của Jamaica và Việt Nam rất là thơm ngon, cái nước sốt nó rất là ngon, mà ông chỉ muốn húp một cái cho nó ngon, cho nó đậm đà, cho nó đã thôi nè. Yeah. Please like, share, and subscribe, and come again. See. Strong. Make you young. Make you strong. And make your body feel good. Nice power. In every single way, you have power. See? Yeah, ăn gà rất là tốt cho sức khỏe nè, làm cho mình trẻ khỏe và rất là nhiều năng lượng nè. 64 mà giống như 34 nè. Give your power every day, every night, on demand, turbo power. See. Trần sẽ cắt con gà ra nè ông bà cô chú ơi. Thơm ngon quá chừng luôn. Wow, nhìn nè. Màu rất là đẹp luôn. Giờ hôm sau Trần sẽ cắt ra nè. Chuyên nghiệp chưa ông bà cô chú? Yes, nice one. Đầu bếp chuyên nghiệp của nhà Trân này. Wow. Good. Good job. Trời, cái dao bén dễ. Oh yes. The wings on the side to make it fly. Ông nói cái cánh để kế bên để cho là làm wings cho con gà nó quay, nó bay. Oh yes. Rồi, bữa tối chuẩn bị bắt đầu đây. Oh yes, very good daddy. Nice one. Ladies and gentlemen, there you have it, a finished product. Chào ông bà cô chú, đây bây giờ mình đã có một con gà chín rồi đây, chuẩn bị lên dĩa nè. Đó, gà. Jamaican, Vietnam, jerk, chicken. See. Gà rớt phong cách Jamaica và Việt Nam. See. The children will love this. Ông nói các con sẽ rất là thích nó đây. Sir Lee Obama. Yeah. Sir Victor August. Yeah. They will love it. Greetings from Linden, Washington, by way of Jamaica, by way of Vietnam. Chào tất cả mọi người trên thế giới. Ông mang nước sốt rớt ở Linden, Washington đây. Make no mistake, not rotisserie. This is jerk. Look at it.
Gà quay rất là ngon và hấp dẫn luôn. Truck, bus and car out my gate right now, wondering if it's new restaurant open up because they can smell the aroma from the outside. Ông nói kế bên hàng xóm của ông ngửi mùi thấy hả, tưởng đâu là hả, có mở một nhà hàng mới mở ở gần nhà của người ta. Nấu ăn rất là ngon luôn bà cô chú ơi. Rồi mời ông bà cô chú cùng ăn với gia đình Trân nha. You tell them already? Yeah. Tell them again. Xin. Biết cho mời ông bà cô chú ăn nha. Đây, con ăn rất là giỏi nè ông bà cô chú. Thịt gà, nấm, cơm và khoai tây. Victor ăn ngon miệng nha. Giỏi quá. Trần nè. Gà, nấm nè, cơm nè, khoai tây, bắp cải và cà rốt xào. Và đây là phần của ông xã Trần nè. Ông xã Trần rất thích ăn phần cánh gà và ức gà. Chào mừng ông bà cô chú ăn cơm gà với nhà Trân nha. Xin mời. Xin mời. Ông bà. Ông bà. Cô chú. Cô chú. Anh chị em. Anh chị em. Cùng ăn. Cùng ăn. Gà. Gà. Enjoy. Enjoy. Begin. Một bài bạc. Yo. Begin. Một bài bạc. Yo. Tell people that why the America love to eat chicken breast. Cho hỏi xã Trân vì sao người Mỹ rất là thích ăn ức gà đó ông bà cô chú. Americans like to eat chicken breast because, of course, it's easy. There's not much to do and it has no bone in it. Người Mỹ rất thích ăn ức gà tại vì nó rất là đơn giản và không có xương ở trong đó đó ông bà cô chú. But chicken breast is actually good for you because it have niacin, vitamin B3. Ồ, ông nói ức gà. Người Mỹ rất là thích ăn bởi vì trong ức gà nó có vitamin B. B3 rất là tốt cho sức khỏe. What does B3 do for your health? B3 is good for blood circulation. B3 tốt cho làm cho lưu thông máu tốt trong bà cô chú. If you take B3 supplement, immediately you will feel it in your body. Within about an hour, your face start looking a little bit red. Khi mà mình mình dùng vitamin B3 thì khi mà mình sử dụng nó lần đầu tiên thì mình sẽ cảm giác nó máu nó lưu thông tốt á, sẽ làm cho cái da mặt của mình nó ra màu đỏ luôn. Yeah. B3 make you anew again. But if you eat chicken breast, you don't notice it because it doesn't have as much niacin in it as the supplement. Okay. As mommy experienced numerous times. Yes. Để là mình nên ăn chicken breast nhờ ức gà tại vì nó có rất là nhiều vitamin B ha, tốt làm cho lưu thông máu tốt, làm cho mình trẻ khỏe đẹp. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video nha. Please do like and subscribe. Yes, Dickie, now. Yes. Mời ông bà cô chú ăn gà nha. Ông xã cho nêm gà rất là ngon luôn bà cô chú ạ. Ông mời ông bà cô chú luôn. Gà rất là ngon mà vừa ăn. Con trai cho nó. Ông xã mà nấu ngon á. Là con ăn hết luôn đó bà cô chú. Nè, anh ngồi nãy giờ anh ăn là gần hết luôn rồi. Đó, anh ăn, anh nửa thịt gà, anh ăn hết. Anh mẹ cho con thêm thịt gà nghe, biết chưa? He finished your chicken rồi kìa đó đi. Did he? Yes. Yeah. Look at him kìa. Con tuyệt vời mặt trời luôn bà cô chú. He said whoops. Mời cả nhà cùng bổ sung ức gà vào bữa ăn hàng ngày cho gia đình mình nha. Tạm biệt ông bà cô chú. Bye bye. Bye bye. Thịt gà rất là ngon đó ông bà cô chú. Nhà Trân đang ăn hết rồi, ông xã Trân cũng hết luôn. Còn con trai Trân đang gặm nhấm từng miếng một còn sót lại đây. Rất là tuyệt vời luôn. Nothing left. Ông xã nó không còn gì luôn. We clean up the Jamaican jerk chicken. We clean up Vietnam Jamaican jerk chicken. Xin. Ông xã giờ nó là ăn hết không còn gì luôn. Rất là ngon. Thịt gà phong cách của Jamaica và Việt Nam. Tuyệt vời ông mặt trời luôn. The only thing left is the evidence. The chicken was here. Ông nói những cái gì mà còn sót lại chỉ là hả, bằng chứng của thịt gà vẫn còn là ở đây. And mommy said that the reason why
The chicken cooks so well is because it's small. But me ain't afraid of no chicken, big chicken, little chicken, knee jerk, any chicken, seen. Seen. Ông xã Trang nói hả? Trang nói là thịt gà ngon và mềm tại vì do con gà nó nhỏ. Ông nói là không phải, do cái cách ông nấu, do cái kỹ thuật ông nấu, ông không sợ gà to, gà lớn, gà bé gì hết. Kỹ thuật ông nấu là luôn luôn ngon, mềm và thấm gia vị vô đều luôn. Xin. Bye bye. Tạm biệt cả nhà. Bye bye. Blow kiss nào. Leave on. Leave on. Square. Ah, yes.